Truyền thông nước này đưa tin mùa xoài truyền thống của Ấn Độ là từ tháng 3 đến tháng 6. Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này. Mỗi năm xuất ra thế giới tới gần 50.000 tấn. Nước này hiện trồng tới hơn 1.500 chủng loại xoài xuất đi khắp thế giới, chiếm 55% sản lượng toàn cầu. Ấy vậy, nhưng năm nay xoài Ấn Độ đang phải đối mặt với một thực cảnh đau buồn, sản lượng đã sụt giảm tới 80%. Giá xoài bán nội địa Ấn Độ này cũng đã vượt 100 rupee một cân, tức là hơn 30.000 đồng tình thế hiện nay khiến new delhi lo ngại họ sẽ bị đánh mất thị phần xuất khẩu đặc biệt tại những thị trường hàng đầu của xoài ấn độ như các tiểu vương quốc ả rập thống nhất oman qatar hay kuwait